nay là coi như là nhân dịp 20/1 chúng ta gọi là khá đông đủ ở đây, thiếu một số bạn K1 thôi. Nhưng mà đầu tiên thì lễ ban đầu chưa được nói đó là cảm ơn món quà rất là ý nghĩa từ tất cả thành viên của lớp Kim Tôn. Còn đây là những cái việc là tổ chức sự kiện sinh nhật cho đại ca thì cũng nhiều rồi, và là đông thì cũng rất đông rồi, nhưng mà thực sự để gấp lại thì tuổi trẻ của mình rất là vui khi có mặt với tất cả các bạn, đặc biệt là lần đầu tiên thì hồi đầu tiên là được tất cả những gọi là những người học trò, thường thì anh cũng gọi các bạn học viên, cũng gọi các bạn là học trò, với thường gọi là các bạn là anh em thì thì các bạn biết là đến cái đoạn này anh không biết nói gì cho hay, thì anh chỉ muốn dành lời cảm ơn tất cả các bạn đã có duyên chúng ta đồng hành với nhau ít nhất là 10 buổi và hiện tại là 3-4 tháng, gần 4 tháng, 3 tháng có từ đấy. Thì anh muốn làm, thật ra là anh cũng muốn là chúng ta kết thúc, bởi vì kết thúc thì rất là buồn đúng không? Thì anh hy vọng là việc là chúng ta có thể có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Cái mà anh thực sự muốn sau khi ngày hôm nay anh hiểu ra bản thân của mình, anh muốn là thực sự các bạn phải có ước mơ lớn. Và anh tin những gì mà anh dạy thì giúp các bạn rất nhiều trên cái hành trình của bạn phát triển bản thân. Anh không cần đòi hỏi các bạn nhiều, không cần các bạn sau này bạn giàu có, các bạn báo đáp gì anh. Cái em cần lớn nhất là gì? Thứ nhất là nếu khi nào bạn khó khăn, có bất kỳ lựa chọn nào đó mà liên quan đến sự nghiệp hay phát triển, tin tưởng thì nhắn tin và gọi điện cho anh. Thứ hai, những gì mà anh khuyên có thể các bạn không hẳn phải làm theo tất cả, những ít nhất các bạn nên có thêm lời khuyên của anh. Đó là cái thứ ba là gì? Là cái gì? Thì anh dạy các bạn về sự biết ơn, không chỉ riêng dạy cho anh mà với bất kỳ ai cũng vậy. Được chưa? Vì anh luôn biết ơn những người thầy của anh, những người anh chị của anh thì anh có được ngày hôm nay. Được chưa? Với những người anh muốn nhắc đến những cái điều đáng buồn, nhưng mà anh biết là cái giá của sự không biết ơn, cái giá sự tiêu cực của nó rất là hạn. Được, thì tất cả các bạn đều là những người em của anh, anh đã thêm gọi tất cả các bạn vào lúc ACT rồi, không hiển nhiên là anh thêm các bạn vào lúc đấy. Thì trong đấy là hiện tại là chỉ có những người trước kia thì chỉ có người làm với anh ít nhất là 6 tháng một năm anh mới cho các bạn mình quá ACT thức, nhưng là lớp sinh tồn thì các bạn được đào tạo bài bản hơn từ A đến Z nhiều hơn, chỉ là các bạn không được làm việc thôi. Được, thì anh hy vọng một việc tất cả các bạn hãy coi nhau là anh em. Được, khi có bất kỳ vấn đề gì đúng không, nghe một cuộc điện thoại ít nhất chúng ta có 40 khuôn mặt xuất hiện, chẳng nào làm gì các bạn cả. Đúng không? Đó, đều như anh em ta đâu. Không, chúng ta đâu anh em mà. Chưa kể anh sẽ gọi toàn bộ anh em trên ACT nữa thì nó rất là đông. Giờ anh hy vọng một ngày ví dụ một ngày mà anh lấy vợ đi, hoặc các thành viên ở đây có chồng có vợ đi đúng không? Còn lâu thì đấy, có thể nói đúng rồi. Đây là gì? Là anh muốn là chúng ta giữ những mối quan hệ này càng lâu càng tốt. Giờ rồi tiếp theo là ngày hôm nay thì ngày đặc biệt của chị Thảo. Chị Thảo là một trong những người gọi là một trong những người em gái của anh. Giờ có ba đứa em thì anh đặt nó là em gái trong cái group. Thì ba đứa em này, ba đứa em gái theo anh rất lâu rồi. Thì có như anh bảo là nếu mà anh không vì mẹ anh, vì anh trai của anh thì anh sẽ đi tu. Hoặc đơn giản là anh cũng chả phải cố gắng, chả phải lấy vợ, có vợ gì cả. Đấy. Nhưng mà vì mẹ anh trai của anh, vì mẹ của anh, nên ra là anh phải cố gắng phấn đấu ngay. Và có một cái là gì? Đến cho dù một ngày cái mà anh thương nhất là mẹ của anh thôi. Đấy, mẹ anh cũng có hai em trai và anh mới làm việc làm. Đó lý do mà anh muốn có thêm nhiều đứa em. Nhiều đứa em tương đương với mẹ anh có thêm nhiều đứa con. Được chưa? Đấy. Thì nếu bất chợt một ngày mà gọi là anh giải thoát sớm đúng không? Thì mẹ anh sẽ có thêm rất là nhiều đứa cháu đến thăm. Được chưa? Đấy. Anh tính hết mà. Nó không phải tính tiêu cực, đơn giản là anh là người như thế. Được chưa? Thì ngày hôm nay thì là người sinh nhật chị Thảo, đứa em của anh. Tức nó nhiều, ghét nó nhiều, giận nó nhiều, nhưng ít nhất là qua nhiều sóng gió thì nó vẫn ở bên anh. Thì ngày hôm nay may mắn thì chúng ta có thêm sinh nhật của chị Thảo nữa. Dạ. Thì Thảo có lời gì thì gọi là cảm ơn những chiếc bánh của các bạn và những phần quà của các bạn không? Đó. Tin được.
chị cảm ơn rất nhiều anh Cường, cũng như cảm ơn cả bạn ấy rất nhiều. Thế có thể cho phép chị có thể xưng chị các bạn đi, bởi vì chị biết ở đây có thể em không dám, nhiều bạn thì thua tuổi chị đa số như vậy, nên cho phép chị có thể xưng chị được các bạn. Đây là thứ nhất. Thứ hai thì hôm nay thì anh Cường gọi chị kiểu bất ngờ, kiểu sáng lâu em ạ, tối rảnh không? Đấy, qua lớp sinh tồn của anh. Thế chị ở đây đâu ạ chứ? Chắc qua tối sinh nhật ké hoặc là ké anh Cường hôm nay thôi. Chị không nghĩ là kiểu cả lớp sẽ cùng tổ chức với chị. Xong rồi chị có nói anh Cường là cái sinh nhật hôm nay chắc phải bằng hơn năm ngoái sinh nhật với chị là 2 tiểu đội sinh nhật với chị. Thì hôm nay sẽ phải bằng khoảng 4 tiểu đội với chị. Đấy, thế năm ngoái chị có đi quân sự cũng khá kiểu khá là vui ấy. Bởi vì hôm nay thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bởi vì hôm nay kiểu trước tối hôm nay chị đi sáng, cả sáng nay chị đi gặp những người bạn chị, ba người bạn chị rất thân với chị, bọn chị đi cả ngày, chị đi cả ngày, chị đi từ Đồng Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, xong sang Long Biên, xong rồi đây chị lại xuống Hà Đông chơi. Đấy, chị có thể một ngày sinh nhật khi mà kiểu càng lớn dần đi thì chẳng tưởng là ngày hôm nay thì sinh nhật một ngày đặc biệt gì đấy thì mình sẽ được gặp những người kiểu thật sự yêu thương với mình và những người kiểu hay kiểu sáng nay chị kiểu các bạn chị thức chị rất là nhiều, nhưng đó toàn là những người kiểu thân với chị và chị cảm thấy họ rất quan trọng với chị. Đấy, và ngày hôm nay chẳng vui rất nhiều khi của chị đã có thêm rất nhiều các em ở đây, các bạn ở đây nữa, nên chị cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm chị giới thiệu nhá, đây là anh Hiệp, bạn hay lên cầu Long Biên với chị và anh Cường đấy. Nên anh Hiệp kiểu chị nói câu nào đấy anh Hiệp sẽ phản chị lại câu đấy. Còn tất cả người là đưa đủ bộ chị trong mọi trường hợp. Và có cơ hội thì các bạn dân không anh cho đâu, sẽ gặp tất cả những thành viên của IT thì nó thú vị hơn rất là nhiều những vai chị ở đây. Những câu nói hay những từ cả khi mà nghĩ lời bạn chưa được nghe. Rồi thì bây giờ đến tiết mục cắt bánh. Thôi chúng ta cũng văn hóa là thì ai lấy xúc. Cắt thì làm bếp đầu tiên rồi. Sao bếp đầu tiên chụp ảnh có cái bếp đâu. Văn hóa kiểu tăng bạc Khánh Thành ý. Đúng không? Đấy. Đúng kiểu tăng bạc Khánh Thành. Em lấy xúc lúc này cái nến kia ra. Không ai cờ này xúc. Rồi. Bây giờ thì cắt xong rồi. Chúng ta sẽ mỗi người các bạn sẽ có có 10 giây được thì cho mình một đọc nói gì thì nói về sinh nhật chị Thảo hoặc kèm theo một lời chúc đến lớp của mình. Còn muốn nói gì đại ca thì có thể inbox riêng. Đấy, ok. Bây giờ đại ca chỉ nói nước mình chị Thảo nữa. Đấy, thì nào nói chung là phải có một lớn lớn gọi để gặp nhau đấy đúng không? Rồi, bắt đầu từ lớp trưởng K2. Nhân ngày sinh nhật chị Thảo thì em muốn chúc chị sẽ thành công hơn trong tương lai. Thành công hơn nữa trong tương lai. Chúc chị Thảo luôn luôn mãi vui vẻ, yêu đời như tuổi 18 vậy.